Chào mừng các bạn đến với khóa học chăm sóc da tại trung tâm Chibia Academy. Thì hôm nay mình rất vui được giới thiệu với các bạn về một tiết học chăm sóc mầm da với máy công nghệ cao, và xin mời các bạn cùng theo dõi. Đây là máy laser dùng trong triệt lông, cũng như là các bạn có thể là dùng trong những cái phần chăm sóc da, ví dụ như là giúp trẻ quá hạt quá da, hoặc là điều trị da mụn, hoặc là điều trị da nhiễm sắc tố, hoặc là giãn mau mạch, mạch máu, vân vân. Thì trong máy này có rất là nhiều chức năng để mình chọn lựa để điều trị cho khách hàng của mình. Đây là thiết bị chăm sóc da với sóng RF. Thì sóng RF nó sẽ có công dụng như là cải thiện tình trạng da, những tình trạng da lão hóa, da cơ không được săn chắc, thì nó sẽ giúp tăng chuyển hóa mô mỡ cũng như là giúp cho da cơ được săn chắc hơn. Như các bạn đã thấy thì nó sẽ có rất là nhiều cái đầu điều trị, rất là nhiều đầu điều trị dành cho những cái vùng khác nhau ở trên gương mặt của mình cũng như cơ thể của mình. Ví dụ như đầu điều trị lớn này, các bạn có thể là dùng để massage chăm sóc vùng bụng để giảm mỡ, hoặc là những cái đầu nhỏ như thế này thì mình sẽ điều trị cho vùng cơ mặt, hoặc là những cái đầu đặc biệt như này thì mình có thể là giúp điều trị cho vùng mắt. Và đây cũng là một trong những máy công nghệ cao dùng để chăm sóc da mặt chuyên sâu. Như các bạn đã thấy thì ở phần này mình sẽ có một cái đầu để tiếp xúc với da, thì đầu này sẽ liên kết những cái bình nước dung dịch ở đây. Rồi những cái bình này thì nó là chứa những cái dung dịch ví dụ như là AHA, BHA và những cái nước cân bằng độ ẩm. Và trong phần này thì nó sẽ áp dụng điều trị cho những tình trạng da bị mụn khác nhau. Tiếp tục phần này thì mình sẽ, đây là thiết bị phun nước hoa hồng kết hợp với lại oxy, sẽ làm cho da khách được giữ ẩm và giúp da khách sáng căng bóng hơn ạ. Như các bạn đã thấy trên tay của cô đang cầm hai cái phần thiết bị, thì cái phần này đó là sóng siêu âm. Thì sóng siêu âm sẽ điều trị cho những phần lão hóa da, da mặt không được săn chắc, sẽ giúp cho da mình cải thiện được những cái nếp nhăn, cái độ trùng, độ đàn hồi nó sẽ được cải thiện hơn. Rồi xong sau đó là sẽ giúp cho cái chuyển hóa mô mỡ, làm cho mình thon gọn gương mặt nhiều hơn. Cái này là đầu lạnh để dùng để xe khích lỗ chân lông, để điều trị trong những trường hợp mà da khách hàng có da nhờn nhiều, lỗ chân lông to, hoặc là làm điều dịu da cho những trường hợp da nhạy cảm. Đây là một thiết bị mà nó sẽ kết hợp với sóng RF, nó cũng sẽ làm săn chắc da, săn chắc cơ. Khi các bạn hoạt động thì mình sẽ bấm những cái mở phần nút này nha. Và một cái đầu nữa tôi muốn giới thiệu đến các bạn, đó là đầu này mình sẽ kết hợp với lại cái viên thải độc. Cái viên thải độc mình sẽ gắn vào đây khi điều trị chăm sóc, thì nó sẽ giúp thải những cái độc tố ở trên bề mặt da của mình, đồng thời lấy đi những cái tế bào chết ở bên ngoài, giúp cho da mình sáng hơn rất là nhiều ạ. Đây là máy chăm sóc laser. Thì cái máy này nó sẽ kết hợp là các bạn có thể là gắn cái đầu thấu kính vô trong cái tay cầm này, để mình sẽ làm những cái chức năng ví dụ như là bắn carbon, là mình sẽ thoa cái than hoạt tính lên bề mặt da khách, xong sau đó mình sẽ bắn và cái than hoạt tính đó nó sẽ được cái tia laser lấy đi, đồng thời những cái đốm hắc sắc tố trên da mình sẽ giúp cải thiện cho nó sáng mờ những cái đốm nâu trên bề mặt da của các bạn. Và ngoài cái chức năng bắn carbon ra thì những cái thiết bị này nó sẽ giúp cho mình có nhà là xóa xăm, ví dụ như là xóa hình những cái hình xăm ở trên cơ thể mà mình muốn loại bỏ đi, hoặc là xóa xăm lông mày. Bây giờ mình sẽ lắp đầu, gắn đầu bắn carbon vô, thì các bạn sẽ lắp, mình vặn cái thấu kính vô nha. Khi mà chăm sóc thì mình sẽ thoa than hoạt tính vào trên da khác, xong sau đó tiến hành mở máy và điều chỉnh cường độ thích hợp rồi mình sẽ bắn. Và đây là mình sẽ lắp đầu bắn xóa xăm vào trong máy. Đây là công nghệ HIFU. Thì công nghệ này sẽ giúp trẻ hóa da khách hàng, đặc biệt những khách hàng mà sẽ có những cái nếp nhăn ở đuôi mắt, hoặc là những cái nếp nhăn ở trên khuôn mặt của mình. Thì khi mà mình sử dụng cái thiết bị này sẽ giúp khách hàng cải thiện được tình trạng nếp nhăn, cũng như là sẽ giúp sản sinh collagen từ sâu bên trong da của mình, giúp da của mình nó sẽ được căng hơn và cái độ đàn hồi nó sẽ được tốt hơn, cũng như là ngăn ngừa những cái tình trạng chảy xệ ở khuôn mặt. Thiết bị này thì sẽ cũng có nhiều đầu thấu kính để phù hợp với lại từng vùng điều trị trên khuôn mặt của mình, ví dụ như là vùng cổ,
các bạn thấy vùng cổ, vùng khương mặt. Và đây là sơ đồ để hướng dẫn mình thao tác với cái thiết bị thẩm mỹ này. Hoặc là ở phần này là các bạn sẽ bắn phần cân cơ ở dưới cổ. Đây là máy chăm sóc đa chức năng. Phần này thì bạn nhìn thấy đây là thiết bị xông hơi, dùng để xông hơi trên da khách, giúp cho nở lỗ chân lông cũng như là mềm cái lớp sừng chết bên ngoài, để các bạn làm sạch bên ngoài và làm sạch sâu bên trong nó rất là dễ dàng. Và lúc đó là da của khách mình sẽ sạch hơn. Và sau đó là mình bước tiếp theo nữa là các bạn thấy là ở phần ống tay của cầm này, nó sẽ có cái dây gọi là dây hút bã nhờn hoặc là hút mụn. Thì mình sẽ lắp vào đầu máy như vậy. Phần này thì mình sẽ hút ở diện tích da rộng, ví dụ vùng mặt, vùng trán. Còn phần này nó có đặc biệt nữa là mình sẽ trang bị những cái ống hút dùng riêng cho phần mũi, thì sẽ lấy đi được rất là sạch những cái bã nhờn cũng như là những cái mụn đầu đen ở phần mũi. Mà các bạn thấy là trong tình trạng của khí hậu của mình á, thì đa phần một số bạn, rất là nhiều bạn cũng đều bị tình trạng mụn đầu đen ở mũi mà muốn giải quyết đi. Lắp vô rồi các bạn sẽ tiếp áp sát với lại phần da của mình như thế này, thì nó cũng không sợ ảnh hưởng đến những cái sụn của khách, những cái sụn mũi của khách ha. Đây là phần tay cầm làm sạch da bằng đầu cọ, thì mình sẽ tát cái đầu cọ, lông cọ vào đây để mình rửa mặt trên da của mình kết hợp với bọt xà phòng, thì sẽ giúp làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông của mình. Còn này, hai cái phần này thì nó liên quan đến dòng điện một chiều, thì cái phần này sẽ làm đẩy dưỡng chất với lại dòng điện galvanic vào trong da của mình, hay người ta còn gọi là cái phương pháp mà điện di sản phẩm đẩy sản phẩm sâu vào bên trong da. Rồi, các bạn thấy đây giống như một cái búa đúng không ạ? Thì cái phần này nó sẽ có một đầu lạnh và một đầu ấm. Ví dụ như đầu lạnh mình sẽ dùng trong trường hợp khi da khách bị nhạy cảm, bị mẩn đỏ, hoặc là mới vừa hút mụn cho khách xong thì có thể là da khách hơi ửng đỏ một chút, thì các bạn sẽ chườm mát, chườm lạnh lại cho khách để cho da khách dịu lại cũng như là xe khách lỗ chân lông. Đồng thời có một cái đầu nóng, thì đầu nóng để chăm sóc những trường hợp nào mà khách hàng mình da hơi trao đổi chất chưa được tốt, da không điều màu, thì các bạn sẽ áp đầu nóng vào giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn và tình trạng da nó sẽ trở nên hồng hào, sáng bóng hơn. Đặc biệt mình rất là thích cái phần này nha mọi người. Phần này thì các bạn sẽ thấy hai ống thủy tinh trên tay cô đây. Hai ống thủy tinh trên tay cô. Thì hai ống thủy tinh này mình sẽ lắp vào hai cái đầu dây như thế này. Và các bạn cũng sẽ kết hợp với lại những cái gel săn chắc, hoặc là những cái gel collagen, hoặc là chỉ là kem massage thôi cũng được. Thì trong phần này các bạn sẽ giúp thải độc ở trên da của khách hàng. Ví dụ như cái phương pháp này nó sẽ áp dụng thải độc là theo hướng lưu thông của mạch bạch huyết, thì mình sẽ đẩy những cái độc tố cũng như là những cái tế bào lão hóa, tạo điều kiện cho những cái tế bào mới phát triển trong da của mình, giúp da của mình chắc khỏe hơn, đồng thời là tươi trẻ hơn. Đây là máy ánh sáng sinh học. Máy ánh sáng sinh học này sẽ dùng để điều trị những cái tình trạng da ví dụ như là màu đỏ thì để giúp cho da của mình trắng sáng hơn, rồi màu xanh để điều trị da mụn, hoặc là màu vàng thì sẽ giúp điều trị trong tình trạng da nhạy cảm. Như các bạn cũng đã thấy thì ở phần này, đây là cái bảng màu nha mọi người, đây là cái bảng màu ánh sáng. Và bên cạnh đó cũng sẽ có một cái chức năng, đó là điện di sản phẩm vào trong da của mình, hay mình gọi là điện sinh học bio. Thì cái phần này nó sẽ có cái đèn ở đây, mọi người thấy ở đây nó sẽ có cái đèn. Đèn này cũng là đèn nó phát ra ánh sáng để giúp làm trắng da. Đồng thời khi mà hai cái bảng điện cực này, giờ chẳng hạn như các bạn sẽ thoa serum trên bề mặt da của mình, xong sau đó mình đi hai cái bảng điện cực này vô, thì nó sẽ giúp đẩy mỹ phẩm của mình thẩm thấu sâu hơn vào trong da của mình, rất là hiệu quả. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip chăm sóc da với máy công nghệ cao tại Trung tâm Đào tạo Thẩm mỹ Chibet Academy. Hẹn gặp lại các bạn vào các clip tiếp theo ạ.